Căn penthouse có diện tích 371 m² này hiện nay Mastery Home đang bán với giá là 35 tỷ. Dự án Mastery Center Point của chúng ta chỉ duy nhất 22 căn penthouse mà không gian phòng khách rất là rộng và chúng ta sẽ có thiết kế là 4 phòng ngủ. Thưa các anh chị thân mến, hiện nay Tấn đang có mặt ở tại căn penthouse thuộc dự án Mastery Central Point. Dự án được đầu tư và phát triển bởi chủ đầu tư Mastery Home. Và căn penthouse này nằm ở tầng 33 thuộc tòa D. Và căn penthouse này chúng ta sẽ có diện tích là 371 m². Cùng với đó là chúng ta có diện tích sàn sử dụng là 350 m². Và ở tại dự án Mastery Central Point của chúng ta chỉ duy nhất 22 căn penthouse mà thôi. Và tòa D này chúng ta có 4 căn. Tòa C chúng ta có 4 căn, tòa A và tòa B thì chúng ta có 3 căn và tòa E thì chúng ta lại có 6 căn. Và ở tại tòa D này thì hiện nay đang còn 2 căn là các anh chị sẽ mua trực tiếp với chủ đầu tư. Và hiện nay các anh chị chúng ta đang tìm cho mình một sản phẩm bất động sản không chỉ cao cấp, số lượng khan hiếm, pháp lý đầy đủ rõ ràng, với sản phẩm độc lạ có khá giá trị gia tăng trong thời gian sắp tới, thì ở tại dự án Mastery Central Point cũng như là sản phẩm penthouse này là một sản phẩm mà các anh chị chúng ta có thể cân nhắc. Và với diện tích của căn penthouse này là 371 m², thì chúng ta sẽ thiết kế là 4 phòng ngủ và xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng nhau khám phá. Đối diện đó chính là dự án Lume Boulevard. Và phía bên Lume Boulevard của chúng ta cũng có một vài căn penthouse phía bên đấy, tuy nhiên cũng đã bán hết rồi. Bây giờ hiện nay rổ hàng các anh chị mua trực tiếp với chủ tư chỉ còn lại 6 căn thôi. Không gian phòng khách rất là rộng và chúng ta sẽ có thiết kế là 4 phòng ngủ. Cao trần là 5 m, rất là thông thoáng. Ngoài ra nữa chúng ta có cái khu vực ban công rất là rộng. Bên dưới là nội khu tiện ích của dự án. Phía bên này đó chính là đường vành đai 3. Phía bên kia đó chính là tòa E, còn đây chính là tòa B. Và hiện nay Tấn cũng đang có mặt ở tại dự án Mastery Central Point. Tấn cũng đang ở đây luôn. Chính vì như vậy, như anh chị chúng ta đang tìm hiểu cho một sản phẩm bất động sản mà chúng ta muốn đi xem căn penthouse ở tại dự án này, thì cứ đặt lịch với Tấn, Tấn sẽ đưa đón hỗ trợ cho tất cả các anh chị chúng ta đi tham quan. Căn penthouse có diện tích 371 m² này hiện nay Mastery Home đang bán với giá là 35 tỷ các anh chị nhé. Với 35 tỷ này chúng ta sẽ hỗ trợ từ phía bên ngân hàng Techcombank là 80%, thì chúng ta sẽ có mức giá này. Trường hợp các anh chị mình mua mà chúng ta thanh toán nhanh thì giá đâu đó trên dưới 30 tỷ mà thôi. Ở tại Vinhome Grand Park, đại đô thị 271 hectare thì chỉ có duy nhất 22 căn penthouse ở tại dự án của chúng ta. Khu vực này thì chúng ta có thể để kho phía bên này. Bên này chúng ta thiết kế thêm một phòng ngủ nữa. Khu vực phòng ngủ này thì chúng ta cũng có cái khu vực ban công rất là rộng. Cái khu vực ban công này thì diện tích tầm khoảng chừng 15 m². Và phía bên này chính là view nội khu của dự án, đặc biệt là dự án của chúng ta cầm bao an ninh 24/7, khép kín. Khi mà các anh chị chúng ta ra vào thì chỉ có cư dân của mình mới ra vào cũng như sử dụng tiện ích của mình. Chính vì như vậy đảm bảo về mặt an ninh. Ngoài ra nữa dự án của chúng ta kế bên Vincom Megamall. Chính vì như vậy chúng ta chỉ có vài bước chân là chúng ta sẽ đến Vincom Megamall. Còn phía bên dưới đó chính là sân golf. Sân golf hiện nay thì đã đi vào hoạt động rồi. Phía bên này đó chính là đường vành đai 3. Chính vì như vậy kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh thì cũng rất là tiện lợi khi đường vành đai 3 này đang trong quá trình xây dựng. Dự kiến là năm 2026 chúng ta sẽ hoàn thành. Phía bên này chúng ta cũng có một cái phòng ngủ, rồi chúng ta cũng có một tầm view rất là đẹp. Tầm view này thực sự chúng ta đang sở hữu nguyên một cái không gian phía bên cao tầng của dự án.
Cao tầng của chúng ta là 33 tầng, thì tầng cao nhất là tầng 33 này được thiết kế là penthouse. Và ngoài những sản phẩm penthouse là sản phẩm cao cấp nhất ở tại dự án Mastery Center Point, thì chúng ta có những sản phẩm ví dụ như shop house cũng có giá đâu đó từ 20 cho đến 30 tỷ, hay là những căn duplex thì chúng ta sẽ có diện tích đâu đó được tầm khoảng 100 đến 150 mét vuông thì sẽ có giá đâu đó trên dưới là 10 tỷ. Và những căn hộ 1, 2 và 3 phòng ngủ ở tại dự án Mastery Central Point này để cho tất cả các anh chị lựa chọn. Và vừa rồi thì Tấn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị về không gian của căn penthouse ở tại dự án Mastery Central Point, căn vị trí D3303, thì các anh chị chúng ta cảm nhận như thế nào? Các anh chị chúng ta có những chia sẻ hay là những bình luận comment phía bên dưới, Tấn sẽ trực tiếp làm video tiếp theo để chia sẻ đến cho tất cả các anh chị, hoặc là có thể liên hệ đến số hotline của Tấn. Tấn sẽ trực tiếp hỗ trợ đưa đón các anh chị chúng ta đi tham quan căn penthouse này nhé. Về nay cư dân của chúng ta cũng đã về ở một phần ở tại dự án Mastery Center Point này rồi. Và video vừa rồi cũng khá là nhiều thông tin Tấn chia sẻ cũng như cập nhật đến cho tất cả các anh chị. Nếu anh chị chúng ta đang quan tâm đến dự án thì chúng ta sắp xếp một ít thời gian tham quan. Và sau cái clip này Tấn sẽ làm tiếp thêm một vài cái clip về căn penthouse này nữa để cho tất cả các anh chị chúng ta tham quan cũng như là xem trước khi chúng ta đi xem thực tế. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.